Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt kho tàu cho ngày Tết. Nước kho rất là trong luôn và miếng thịt của mình nè, lên màu vô cùng đẹp. Với cách kho hôm nay thì mình chia sẻ là không cần dùng nước dừa, nhưng mà cái nồi thịt kho của mình lên cái mùi rất là thơm luôn. Và đặc biệt hôm nay mình chia sẻ cái phần nước mắm để kho cho thịt kho mình làm sao lên màu đẹp mà nó được thơm đúng vị của thịt kho tàu. Để làm món thịt kho tàu, ở đây mình có sử dụng 2 kg thịt, 1 kg đùi và 1 kg ba rọi nha. Các bạn có thể sử dụng thịt ba rọi không hoặc là thịt đùi không cũng được. Và khi mua thịt heo, mình nên mua heo nóng, không nên mua heo đông lạnh nha. Tại vì heo đông lạnh là heo nhập khẩu rồi đó các bạn. Cho nên là khi mà mình nấu cái món thịt kho tàu này, nó sẽ không có ngon và nó rất là nhanh mềm. Nó không có thấm gia vị, nhưng mà khi mình nấu nó mềm rụt luôn. Gia vị không có thấm vào và phần thịt của mình nó cũng không có được ngon nữa. Cho nên là khi mua đó, mình cũng lưu ý và mình mua chỗ quen biết nha. Còn mua phải thịt đông lạnh là kho cái món này là không có được ngon. Bây giờ mình cho thịt vào cái thau này, sau đó mình nấu một ấm nước sôi đó. Cái mình trụng cái phần thịt này sơ qua nha các bạn. Nước sôi thật là sôi thì mình trụng bên ngoài như thế này thì nó được sạch sẽ hết luôn. Và trước khi làm mình cũng đã rửa sạch sơ chế hết rồi. Mình chỉ cần trụng sơ qua với lại nước sôi như thế này là được. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra luôn. Tiếp tục thì mình sẽ cắt ra những cái miếng. Ở đây thịt kho tàu cho nên là mình sẽ cắt cái phần nó hơi bự một chút nha các bạn. Đó, cái cục bự chà bá như thế này luôn. Cái này thì mình đi chợ sớm đó các bạn, thì mua thịt nó sẽ được ngon hơn nha. Khi mua về á, khi mà cái khâu mình sơ chế rửa sạch, mình nên cạo bỏ những cái phần lông dư thừa mình bỏ đi nha. Tiếp tục mình có ở đây là 8 muỗng canh đường, 50g tỏi mình đã băm cho nó nhuyễn như thế này nha các bạn, 4 muỗng cà phê bột ngọt, 50ml nước mắm. Phần này thì mình chia sẻ đến các bạn là phần ướp thịt thôi nha. Khi mà mình kho thì mình sẽ nêm nếm thêm gia vị nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp luôn. Mình đã cho thịt vào cái nồi rồi, cho hết tất cả phần tỏi vào. Tiếp theo mình sẽ cho đường, bột ngọt và nước mắm mình cho vào hết. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên để cho nó thấm gia vị nha các bạn. Khi trộn đều thấm gia vị rồi thì phần thịt này mình sẽ ướp trong vòng là 1 tiếng rưỡi. Nếu mà hôm nay mình làm có nắng thì các bạn nên đem ra nắng mình phơi nha. Và lâu lâu mình nhớ trộn đều lên để cho miếng thịt được thấm gia vị. Còn không có nắng thì thôi, mình cũng không cần phơi ha. Đây là phần thịt sau khi mình ướp được 1 tiếng rưỡi rồi. Các bạn coi là cái phần mỡ bên ngoài nó trong trong như thế này là nó đã thấm gia vị rồi đó. Rất là thơm luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để mà đi kho luôn ha. Mình đã cho vào một cái nồi nước nè các bạn. Thì ở đây mình sử dụng là 3,8 lít nước nha. Và tiếp tục mình sử dụng ở đây là 150ml nước mắm nữa và mình cho vào. Rồi tiếp tục thì khi các bạn thấy là mình bắt lên bếp á, nó có những cái chưa có sôi, nó hơi li ti thôi các bạn, thì mình sẽ cho cái phần thịt vào, không cần nước sôi nha. Chỉ cần nó găm tim li ti là mình cho thịt vào là được. Hôm nay thì mình sử dụng là nước mắm chin su đó các bạn. Để một hồi nữa thì mình đưa cho các bạn coi cái hiệu ha.
Khi mà nó sôi trở lại nữa rồi thì các bạn sẽ thấy nó có bọt rất là nhiều luôn. Và mình nên hớt bọt liên tục luôn để cho cái phần nước kho của mình nó sẽ được trong và không hề bị đục. Khi mà nó sôi lên rồi đó các bạn thì ở đây mình sẽ cho thêm vào đây là 3 muỗng canh đường nữa nha. Và cũng tùy theo khẩu vị của mỗi nhà, các bạn có thể nêm nếm lại. Tiếp tục thì ở đây mình có sử dụng là 1 muỗng canh nước màu. Nước màu này là mình thắng tại nhà đó các bạn. Rất là đẹp luôn mà cái màu nó không có đậm nha. Để cho phần thịt kho tàu mình được lên màu đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn không thích cho cũng được, nhưng mà khi cái phần thịt kho của mình nó sẽ không lên cái màu đậm nha, tại vì mình thích cái màu đậm đà một chút á. Còn không thì mình có thể kho không như vậy cũng được, thì nó cũng lên màu nhưng mà không có đậm thôi. Sau đó mình sẽ mở lửa nhỏ lại liu riu thôi các bạn, để mà mình kho từ từ thì cái món thịt kho của mình nó mới ngon, mới thơm mà không có bị đục nước nữa. Và thịt kho hôm nay mình sẽ kho 2 lửa nha. Lần đầu tiên thì mình sẽ kho trong vòng là 2 tiếng đồng hồ với lửa cực nhỏ luôn nha các bạn. Sau khi mà mình kho thịt được 2 tiếng với lửa liu riu nha các bạn. Nướng thịt kho nè, rất là trong luôn. Và khi kho thì các bạn cũng canh, nếu có bọt thì mình vớt bọt. Và cũng lưu ý một điều là mình không có lấy đôi đũa hay là cái giá, cái muỗng gì đó mà mình đảo hoài á. Mình cứ đảo, mình xới, mình móc á, thì khi mà cái nồi thịt kho mình kho xong rồi, cái nước dùng nó rất là đục luôn và nó không có được trong nha. Cho nên khi kho như vậy mình cứ để yên đi, để một chỗ thôi, rồi cái mình mở lửa nhỏ liu riu, mình kho từ từ, thì cái món thịt kho tàu của mình nó sẽ được rất là ngon luôn các bạn. Thì bây giờ mình kho được 2 tiếng rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Khi mình tắt bếp xong rồi thì các bạn thấy là cái nước kho nó càng trong nữa nha, tại vì lúc sôi á thì những cái gia vị nó bùng bùng lên thì các bạn sẽ thấy nó hơi đục nhẹ, nhưng mà mình tắt bếp rồi nè, các bạn thấy không, trong sờn luôn. Và bây giờ mình kho là buổi chiều muộn nha, buổi chiều rồi các bạn, 5-6 giờ rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và để cho nguội đi. Sau khi nguội mình mới đậy nắp lại và qua ngày hôm sau mình sẽ nấu thêm 1 lửa nữa nha, là mình kho 2 lửa đó. Qua ngày hôm sau thì tầm 6-7 giờ sáng mình sẽ thức dậy để mà mình hâm cái nồi thịt kho mình lại nha. Chứ mà các bạn để trễ quá thì nồi thịt kho để bên ngoài nó sẽ dễ bị hư. Cho nên là mình nấu cái món này á, mình tranh thủ một ngày mình sẽ hâm 2 lần nha các bạn. Buổi chiều và sáng sớm mình nên hâm lại như vậy thì cái món thịt kho mình nó mới không bị hư và để được lâu hơn nữa. Bây giờ mình sẽ nấu sôi cái phần thịt này lên. Khi sôi lên rồi á, các bạn muốn cho nó mềm thêm nữa thì mình nấu tầm 30 phút hoặc là hơn, tùy theo là cái ý thích của mỗi người ha. Ở đây thì mình thấy hâm cho nó sôi lại một chút là mình có thể ăn được rồi đó. Buổi sáng mình hâm 1 lần, buổi chiều mình hâm cái nồi thịt này lại 1 lần nữa. Sau đó mình sẽ để nguội rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Qua ngày hôm sau thì mình cũng lặp đi lặp lại y như vậy, thì sẽ giúp cho nồi thịt kho mình giữ được lâu hơn mà không hề bị hư luôn nha các bạn. Hâm thịt như vậy thì nó mềm và ăn nó càng thơm càng ngon hơn nữa. Đây là phần thịt kho khi mà mình đã làm xong và cho ra dĩa nè các bạn. Miếng thịt của mình rất là mềm luôn, nhưng mà nó vẫn còn giữ được nguyên cái sớ thịt như vậy nha, không bị nhào nát. Để bây giờ mình đưa cái hiệu nước mắm mà mình đã sử dụng cho các bạn dễ tìm và kho giống mình ha. Mình sử dụng nước mắm Nam Ngư này nha. Hình như cái chai này là mình mua 40 ngàn đó các bạn. Ăn rất là ngon luôn mà thơm nữa. Đặc biệt là mình thấy kho thịt kho tàu này á là nó rất là ngon luôn. Thịt kho mình kho từ thịt nóng cho nên rất là ngon. Còn nếu mà kho phải thịt đông lạnh á, cái bàn kho chừng một chút, tầm 1 tiếng đồng hồ thôi là nó rục mềm hết trơn luôn á, không có được ngon đâu. Cho nên là lúc lựa thịt mình cũng nên lưu ý ha. Món thịt kho tàu không cần dùng nước dừa của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Nước dùng rất là trong luôn các bạn, trong sờn luôn. Dù là mình đã hâm qua ngày hôm sau thì món thịt vẫn còn rất là ngon như thế này. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.